Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Chi tiết tử vi chọn đời tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 nam mạng. Nam mạng Ất Tỵ, sinh năm 1905, 1965 và 2025. Cung khôn trực nguy, mạng phúc đăng hỏa, tức lửa đèn nhỏ, khắc thoa xuyến kim, con nhà xích đế tận khổ, dương con rắn, tướng tinh con trâu, ông quan đế độ mạng. Tổng quan tử vi nam mạng Ất Tỵ, xem tử vi thấy rằng Ất Tỵ nam mạng có cuộc đời suôn sẻ, thuận lợi, cuộc sống được no đủ nhưng lại thường xuyên lo âu, bất an. Khi trẻ tuổi cũng phải trải qua nhiều gian truân, đến hậu mới được thảnh thơi, dễ chịu. Những người này có số hưởng thọ từ 72 đến 85 tuổi. Nếu sống hiền lương, lương thiện, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên, chuyện nhân duyên của người Ất Tỵ nam mạng được chia ra làm 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 1, 2 và 3 âm lịch sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc. Những ai sinh vào các tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch thì may mắn hơn, chỉ cần phải trải qua 2 lần thay đổi trong chuyện tình duyên sẽ được chung sống với người mình yêu trọn đời. Nam mạng Ất Tỵ may mắn nhất là những người được hạ sinh vào các tháng 1, 5 và 12 âm lịch. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong hôn nhân mà sẽ sống hạnh phúc với tình yêu duy nhất của cuộc đời mình. Gia đạo và sự nghiệp. Gia đạo êm ấm, thuận hòa, vui vẻ, không có lo âu, phiền muộn. Công danh lúc trẻ tuổi và trải qua nhiều thăng trầm, khi lớn tuổi sẽ đạt được danh vọng và địa vị. Sự nghiệp có triển vọng lớn từ 30 tuổi trở đi, tiền tài luôn dư dả, rủng rỉnh, không phải chịu cảnh nghèo đói, túng quẫn. Tuổi hợp làm ăn. Trong công việc, Ất Tỵ nam mạng nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường công danh tài lộc là Đinh Mùi, Canh Tuất và Quý Sửu. Những tuổi này sẽ giúp cho mọi sự được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp khó khăn trở ngại, thu về nhiều tài lộc. Lựa chọn vợ, chồng. Muốn vợ chồng yêu thương nhau đến trọn đời, công danh tiền đồ sáng lạn, rộng mở, thì Ất Tỵ nam mạng nên lựa chọn các tuổi vừa hợp về tình duyên lại vừa hợp về tài lộc. Đó là Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu và Giáp Thìn. Cuộc sống được tạo dựng chỉ dừng ở mức vừa đủ chi tiêu, nhưng tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết khi bạn lựa chọn kết hôn với các tuổi hợp về tình duyên mà không hợp về tài lộc như Kỷ Dậu, Ất Mão và Bính Thìn. Ất Tỵ nam mạng sẽ gặp phải đôi chút khó khăn, trắc trở trong cuộc sống khi nên duyên vợ chồng với các nữ mạng tuổi Ất Tỵ, Bính Ngọ, Tân Hợi và Nhâm Tý. Nguyên nhân là vì những tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên và tài lộc. Nam mạng Ất Tỵ sinh vào các tháng 2, 3, 6, 7, 8 và 10 âm lịch có thể sẽ phải lấy nhiều vợ trong cuộc đời. Năm 19, 25, 31, 37, 43, 49 và 53 tuổi là những năm xung khắc trong chuyện tình duyên. Bạn nên tránh thành lập gia thất vào những năm này. Tuổi Đại Kỵ, Mậu Thân, Giáp Dần, Canh Thân hay Nhâm Dần là những tuổi xung khắc với Ất Tỵ nam mạng. Bạn không nên kết duyên hay cộng tác làm ăn với những tuổi này, sẽ tránh được những khó khăn, bất lợi. Nếu trót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm phải tuổi Đại Kỵ và vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì hai người không được tổ chức cưới hỏi linh đình mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Năm khó khăn nhất. Ất Tỵ nam mạng có đại hạn vào các năm 27, 35, 47 và 53 tuổi. Mọi việc cần hết sức cẩn thận vào những năm này, đề phòng gặp tai họa bất ngờ ập đến hay ốm đau bệnh tật, hao tiền tốn của. Mọi chuyện gặp nhiều khó khăn, trắc trở, vì vậy những dự định lớn hay những ý tưởng mới bạn nên để dành sang năm khác để thực hiện sẽ thu được thành quả như mong đợi. Vượt qua thời kỳ khó khăn này, công việc, sự nghiệp và tình duyên của Ất Tỵ sẽ gặp nhiều điều may mắn, thuận lợi hơn, làm việc gì cũng được như ý muốn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Thời điểm hoàng đạo để nam mạng Ất Tỵ xuất hành là giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Xuất hành vào thời điểm này, mọi chuyện sẽ suôn sẻ, gặp nhiều điều may mắn, được như ý nguyện, đại cát đại lợi. Diễn biến tử vi từng năm.
từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, tình duyên vô cùng thuận lợi vào năm 20 tuổi, sang năm 21 tuổi và 22 tuổi, có nhiều triển vọng trong công việc. Đến năm 24 và 25 tuổi, phải cẩn trọng trong đường công danh và tiền của. Tháng 10 năm 25 tuổi, có hạn nhẹ, phải chú ý hơn kẻo rước họa vào thân. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi. Năm 26 tuổi, gặt hái được nhiều thành công vang dội trong công danh và sự nghiệp. Sang năm 27 và 28 tuổi, kỵ xuất hành đi xa và hợp tác thực hiện các dự án lớn. Đến năm 29 và 30 tuổi, mọi chuyện đều ổn, tài vận và chuyện tình cảm ở mức trung bình. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi. Năm 31 tuổi, cuộc sống không có thay đổi gì nhiều. Năm 32 và 33 tuổi, cần chú ý giữ gìn sức khỏe kẻo ốm đau bệnh tật, hao tốn tiền tài. Năm 34 và 35 tuổi, công việc gặp nhiều thuận lợi và may mắn. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, công danh tài vận rộng mở sán lạn vào năm 36 tuổi. Sang năm 37 và 38 tuổi, mọi chuyện đều ổn từ công danh tài vận đến chuyện công việc và tình cảm. Đến năm 39 và 40 tuổi, công danh tài vận có nhiều bước tiến vượt bậc. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi. Năm 41 tuổi, cần phải hết sức thận trọng trong công việc, gia đình có chút phiền muộn, lo âu. Năm 42 và 43 tuổi, được nhiều thuận lợi trong công việc và trong cuộc sống. Năm 44 và 45 tuổi, công danh tài vận như ý nên xuất hành đi xa sẽ thu được thành quả bất ngờ. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, mọi việc đều bình ổn và những năm này, từ chuyện công việc đến gia đạo, không có biến cố nào lớn xảy đến với cuộc đời Ất Tỵ nam mạng. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, và những năm này không nên quan tâm quá nhiều đến chuyện công việc mà hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, gia đình và con cái. Ngoại trừ năm 52 tuổi có vận may song hành, những năm còn lại cần thận trọng trong công việc. Từ năm 56 đến năm 66 tuổi, những năm này được thảnh thơi an hưởng tuổi già, vui vầy cùng con cháu, không phải bận tâm suy nghĩ bất cứ điều gì. Nếu hành thiện tích đức được nhiều, năm 62 tuổi sẽ được gia tăng tuổi thọ. Vật phẩm phong thủy hợp nhất. Quý bạn nên sử dụng vòng tay đá phong thủy hoặc đeo vật bản mệnh. Những vật phẩm này có tác dụng cải thiện vận khí cho chủ nhân, gia tăng sự may mắn trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 được Phật Phổ Hiền Bồ Tát hộ mệnh. Mang mặt vật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát bên mình, tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 mệnh hỏa nên chọn mặt vật làm từ đá mã não đỏ thuộc hành hỏa là hợp với bạn mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt vật đá thạch anh xanh thuộc hành mộc, bởi vì mộc sinh hỏa cũng rất tốt cho bạn mệnh. Một lựa chọn khác là đeo vòng tay đá phong thủy để giữ nguồn năng lượng thuần khiết của vũ trụ bên mình, giúp gia tăng vượng khí, từ đó mang về tiền bạc, sức khỏe và hạnh phúc sẽ đến với thần chủ. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 nên chọn các loại vòng tay đá màu đỏ, hồng, tím thuộc hành hỏa, đây là màu tương hợp với bản mệnh. Chọn vòng tay màu xanh ngọc, xanh lá cây thuộc hành mộc, đây là màu tương sinh với bản mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!